Thôi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Ngô Hoàng Thùy Trâm, em 29 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng. À, chào Trâm. Hỏi con em bạn. Là Công Bình, em năm nay 31 tuổi, em làm về kỹ thuật. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em làm chung trong một công ty, thì mấy chị cũng có ghép em với ảnh với lại một bà anh nữa. Xong thấy ảnh nói chuyện cũng vui vui. Thấy ấn tượng cái bàn tay như bàn tay con nít vậy đó. Tôi nhìn nó mẩm mỉm. Đâu là bàn tay hôm đó em mới kiếm cớ đem cái máy nghe nhạc MP3 của em á xuống phòng IT, nói là anh ơi giờ nó bị hư rồi sao em mở nhạc không được, anh kiểm tra giùm em. Đang rất là bận mà đưa cho em cái máy, em nhìn thấy nó te tu lắm. Cái em vừa nhìn xong nói hư rồi, mua máy mới đi em. Khỏi sửa. Cái xong cái em trả cái máy lại luôn. Quê. Dạ. Có ghét không? Lúc đó quê lắm, giận lắm, bị chê cái máy của mía của bác vậy đó. Thế là em quay lưng em đi một nước luôn. Em không thèm nhờ nữa. Vậy thì sao mà đến được với nhau? Sau này cái ảnh chat với em qua mạng nội bộ của công ty á, rồi mới dần dần mới tìm hiểu. Rồi đến bao lâu thì mới cưới nhau? 3 năm sau. Dạ, một cái giai đoạn khá dài chứ bộ. Dài. Vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều không? Cái khoảng thời gian đó thì ở nhà của em á, điều kiện kinh tế rất là eo hẹp. Em cũng mới vừa ra trường đi làm. Thì một cái bữa nọ em dẫn về nhà, mẹ với lại ba thì cũng thấy hoàn cảnh như vậy, cũng khuyên em là không có nên treo con gái người ta như vậy. Tại vì quen để người ta chờ thì không có nên. Thì sau nhiều tuần cũng trăn trở thì em nói là chia tay. Kỳ vậy? Dạ. Tại vì khi mà phân tích ra cái chuyện về tài chính nhà cửa này nọ đó, em thấy quả thật giữ vợ bên mình á tội cho vợ lắm. Là em quyết định chia tay là vì quá yêu cổ, vì quên. Em nghĩ là một người nào đó có điều kiện hơn, tốt hơn thì sẽ ok. Nhưng mà anh hỏi Trâm là Trâm có hiểu được cái nỗi niềm của anh? Ngay từ ngày đầu quen nhau em cũng nói là ngày xưa em bị người yêu chia tay á, là vì người đó cũng nói với em cái câu là anh không có mang lại được hạnh phúc tới cho em, nên thôi em tìm người khác mang lại hạnh phúc tới cho em đi. Em nói em ghét cái câu đó lắm, mà muốn hết yêu thì nói là hết yêu, đừng nói chia tay vì cái câu đó. Đừng sao sao mà... đúng cái thôi. Tôi là tôi tự kiếm, tôi tự lấy chứ ở đâu ai mang lại được cho tôi. Giống như là tôi thấy hạnh phúc của tôi là tôi phải lấy được anh. Ngay cái hôm chia tay á là nói đúng câu đó với em. Ban đầu em nghe chia tay em còn khóc lóc, hỏi tại sao hai đứa đã thỏa thuận rồi, cùng nhau cố gắng mà sao lại như vậy. Xong cái em quay lưng em bỏ em đi, ổng lọt tọt chạy ra ổng níu em lại lọt tọt. Dạ. Từ sau cái thời điểm đó thì hai đứa em chui vô hoạt động bí mật. Rồi em làm sao để mà vượt qua những cái điều đó? Dạ, cũng không phải là do em, mà khoảng 6 tháng sau thì vô tình tụi em đi ăn á, thì một người thân trong nhà thấy được, cái xong cái về nói lại với ba mẹ. Mẹ mới nói thôi nếu mà đã như vậy thì cố gắng thu xếp cho nhanh gọn nhất để mà là đám cưới luôn. Tụi em lấy nhau rồi, tụi em ở đâu? Hiện giờ thì tụi em đang ở bên nhà của ba xã. Là ở rể đó phải không? Dạ. Ở rể thì... Cảm xúc của em như thế nào? Ban đầu á là cái nếp nhà của hai gia đình khác nhau. Đến những cái sinh hoạt trong nhà, giả sử về cái cách mà ăn uống, cái cách mà dọn dẹp sắp xếp, hoặc là bất kỳ những cái gì em đều cảm thấy nó chưa có phù hợp. Nhưng mà mình thì mình hiểu rằng á là mỗi người mỗi tính. Đó thì dần dần em cũng nương theo, nhưng mà có điều là nó phải có thời gian chứ không phải có một bữa. Nhưng mà cũng rất là may thì ở bên ba mẹ vợ thì cũng hiểu cái chuyện đó, cho nên cái áp lực của bên gia đình vợ với em thì cũng không có nhiều. Thực ra là có một cái điều như vậy muốn tâm sự với lại các bạn trẻ. Bạn biết là làm dâu đã khó thì ở rể là khó, rất là khó gấp bao nhiêu lần. Lý do tại sao bạn biết không? Vì luôn luôn như vậy nè, cái người đàn ông là người trụ cột gia đình. Thì bây giờ họ lại đang ở trong một cái gia đình mà đã có người trụ cột rồi, cho nên họ không thể phát huy được cái tôi, cái cá tính, cái bản sắc riêng của người ta. Cho nên là cái áp lực đó nó ghê gớm lắm. Tại vì chị muốn chia sẻ với em để mà hiểu được cho chồng. Thế nhưng rất may mắn là chồng của em lại ở trong một cái gia đình mà cái áp lực đó nó không có nhiều. Chứ nếu như cái áp lực bị nhiều á thì chắc chắn là vợ chồng bạn sẽ không thuận thảo được. Các bạn sẽ có những cái cuộc chiến tranh ngầm, chiến tranh lạnh. Em hiểu không? Cho nên rất chúc mừng bạn là bạn đã ở rể trong một cái gia đình mà ba mẹ hiểu, thông cảm với bạn và bạn thích nghi được rất là nhanh. Đó, thì chị muốn hỏi em là trong cái chương trình này em có muốn
nói một cái lời gì đó với ba mẹ, vợ không? Dạ. Thì con cũng rất là cảm ơn ba mẹ đã tạo điều kiện cho tụi con có cái nơi để mà phát triển tiếp, tụi con có thể để dành dụm thêm tiền để chuẩn bị cho cái tương lai tốt hơn. Con cảm ơn mọi người. Đó thì cũng nhân đây á, là để muốn nói với hai bác, tức là ba mẹ của em á, là nên tạo điều kiện để cho tụi em có thể tách riêng. Tách riêng để làm gì? Để cho chồng em có thể phát huy được tất cả những gì mà anh ấy đang có, để anh ấy sẽ là một trụ cột vững chắc cho em và con em sau này. Rồi trong cái quá trình mà lấy nhau về rồi, có thấy được cái tật xấu của có nhau dám, không? Có dám loại tật xấu ra không? Trước khi cưới là em đã biết là anh rất là nóng tính rồi, cũng hứa là sẽ bớt. Nhưng mà đến hồi cưới nhau xong á thì vẫn chưa kềm chế được cái tính nóng của mình. Rồi cưới xong thì lại phát hiện thêm là cái tính nói dối nữa. Nhưng mà nói dối đáng yêu hay nói dối đáng ghét? Dạ, theo em là em thấy đáng ghét. Ảnh rất là thích đồ công nghệ. Lúc đó ảnh thích cái Playbook lắm. Kêu là mình mua nha. Em mới nói thôi giờ hai vợ chồng mới ổn định công việc, chưa có đâu vô đâu hết, từ từ đi em thu xếp rồi em mua cho. Ừ với em. Xong cái lẳng lặng sau lưng đi mượn tiền bạn vậy đó, mua một cái cục 6 triệu về. Xong cái đưa cho bạn của em nữa, nói Bảo ơi Bảo, mày nói với lại anh Trâm á là chị của mày bên Úc về cầm về, giờ mày có rồi mày không cần xài nữa, mày bán rẻ lại cho, mà không cần trả tiền liền, trả gốc cũng được, để đảm bảo là anh Trâm nó mua cho anh mà. Ừ. Xong cái bạn em nó cũng thấy vậy, cái nó cũng đi nói với em vậy. Em đâu biết gì đâu. Em bây giờ em hỏi ảnh là anh ơi giờ có cái máy gì đó, giá vậy là có hợp lý không? Anh nói được, em có thu xếp được không? Còn hỏi em lại câu đó. Em mới ngẫm nói nếu mà như vậy thì em sẽ cố gắng em để riêng tiền, góp thì được, chứ trả một cục thì hơi khó. Thế là em quyết định em mua. Đến hồi mà trả hết tiền cho bạn em rồi á, lúc này bạn em nó mới nói Trâm ơi, giờ tao nói thiệt với mày chứ tao không muốn giấu mày nữa, là cái này anh Bình nhờ tao nói xạo á, chứ ổng là ổng mua, ổng đưa tao kêu tao đưa cho mày. Xong em về em tức, em nổi cơn xung thiên, em mắng quá chừng luôn. Em nói chứ em đâu phải keo kiệt đâu, cái gì cũng phải có thời gian để mình thu xếp, đâu thể nào mà nói muốn mua là mua liền. Hiểu rồi, cái nói dối thì rất nhiều ông chồng xài chứ không phải mình chồng em đâu. Nói gì đâu, cực kỳ kỹ tính luôn. Thì cái tính em là không có phải nhất thiết phải là ở chỗ này để món A, món B, món C, món D, mà có thể là hơi lung tung một chút xíu. Còn ảnh thì ảnh không chịu, ảnh nhất thiết là chỗ này phải để món A, chỗ này phải để món B. Đó. Rồi sáng ngủ dậy á, bắt buộc là phải phủi ra giường cho thiệt sạch, kéo thiệt căng y như là phòng khách sạn, rồi mới đi làm. Nhiều khi trễ rồi em nói nhanh xíu anh ơi, mà nói rồi anh xong rồi, anh sắp xong rồi. Đã hồi em xuống dưới nhà em đợi 8 kiếp chưa thấy xuống. Tụi em thì làm một ngày về á, nếu mà tới tối về mà nhìn cái phòng nó bừa bộn á, em cảm thấy nó mệt mỏi lắm. Đúng rồi. Cho nên chẳng thà buổi sáng em dành tí thời gian xíu để làm sạch sẽ, tới chiều tối hai chồng về mở cửa ra một cái là cái phòng nó trở nên nó nhẹ nhàng để nghỉ ngơi. Lạ lắm đúng không? Chị đồng cảm với em. Chị nói em nghe nè, cái kỹ tính đó theo chị là nên giữ. Em có con chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Sau này nếu em có con gái á mà nó học được cái kỹ tính đó của bố là cực kỳ tốt. Cái đó là chị nói thiệt luôn á. Ủa nhưng mà cái chuyện mà tụi em chưa có con là tụi em đang kế hoạch hay là... 2 năm đầu là tụi em kế hoạch. Rồi giờ 2 năm sau là cũng muốn có bé rồi nhưng mà chưa có được vậy. Đây xin mời. Thèn. Mũ ông nè, đó. Mũ ông sẽ có lời chúc. Thôi, không có chút gì gọi là về công danh, sự nghiệp, tiền tài hay nhà cửa gì hết. Nói chung là chúc hai vợ chồng em coi như là sau ngày hôm nay về nhà tất cả mọi sự nó sẽ thuận lợi và mau chóng có tin vui. Và có tin vui rồi nhớ báo tin anh nha. Em báo tin chương trình. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng tại Shinhouse Spa và Cosmetic, trị giá 3 triệu đồng, Shinhouse chất lượng tạo nên thương hiệu. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Bifex trị giá 3 triệu 500 ngàn đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ vali kéo.